Team Deathmatch. Một phút 30 giây hả? Thế ông đi bên trái, mỗi thằng một bên. Bắn vào đầu nhá, đừng bắn tay, à từ từ. Bắn vào đâu nhỉ? Bắn này nào, đầu, nó thành đầu thành cái con mà nó kiểu, nó không thành zombie mà nó kiểu như mannequin mà giống như nó như kiểu Slenderman ấy, đấy. Một tay hay hai tay ấy? Hai tay. Vãi cả đài hai tay á? Ừ. Sao cái tay không gãy này? Tôi chưa làm cái này bao giờ. Tôi xem YouTube thấy hay hay, tôi ra luôn. Biết thằng game nắt 1, 2, 3, 2, 1 không? Không, tôi xem của LA. Xong hết chưa? Xong bên đấy hết chưa? Hôm nay xong hết rồi. Yeah, ông xem trên lầu xem. Lên lầu á? Ừ, lên lầu. Đấy, còn một con này, còn đâu, một con. Con đấy bắn tay mà. Bắn hết á? Ở cổ tay cả. Bắn cả hai tay luôn. Trên tầng sạch rồi. Đây, từ từ. Không, vẫn còn một con, vẫn còn đúng không ạ? Ông tìm xem, tìm kỹ rồi. Kỹ rồi, ông biết đây à? À đây. Thấy không? Ok, bắn cánh tay vẫn không phải con này, còn con nữa cơ. Hay phải chơi chế độ khác nhỉ? Hay là Domination đó. Ok, try. Nó xem lại cái của LA thử xem. Ok, xem lại. Có một con đây, đi vậy. Không, không, à đây. Này là nhanh ấy, thế này là nhanh ấy. Ô, thành công rồi, có thành công rồi. Rồi. Nhanh lên tao thôi. Ok, như này nhá. À, đi mẹ tôi bị lỗi texture, nhường thôi kệ. Nhìn thẳng vào mắt. Đừng bỏ tôi. Đừng bỏ tôi. Đang kìa. Bây giờ. À, đếm ô, bên trái kìa bạn ạ. Bây giờ đếm 3, 2, 1, quay lưng lại. Úi giời ơi, 3, 2, 1, quay lưng lại ạ. Ông nhìn, ông nhìn bên phải, tôi nhìn bên trái. Ok, quay đằng sau đi. 1, 2, 3. Úi dồi ôi. Tôi thấy nó di chuyển mà. Chạy. Không, đứng ở mid. Phòng thủ góc đi. Bọn nó leo lên được đấy, ông coi này. Tôi biết rồi, bọn này như kiểu zombie mà. Nhưng mà chỉ không cửa động thôi, bắn bớt đi. Kinh quá. Ông biết cái phim sex gì mà Too Hot Invincible Lesbian on the floor. Ông quay lên kia, ông quay lên kia, đừng nhìn nó. Úi dồi ôi, ông ơi. Nhanh lên ra đây đi. Tôi quay lưng lại. Tôi ở mặt đánh trời mà. 1, 2, 3. Ok đấy anh, con này trông kiểu sắp bị ngã. BJ ra đi con đi. Đúng rồi, chơi cửa ra. Xuyên đẹp. Ê, ngồi xuống. Ông phải lại đây coi. Đâu, bọn nó làm sao? Ông nó nhìn tôi. Kiểu sắp, oppa sắp này đấy. Nhìn này. Ui, chạy ngoài, combat rồi. Nhìn nhá. Đi khéo mày. Ôi, con này nhìn kiểu fabulous vãi nồi. Ê, nhìn này. Tôi sẽ nói chơi su. Nhìn con này. Let's get some pussy tonight. Hai bạn. Ờ, ra bên trái, đấy. Ok, tùy. Chỉ ngẩng mặt lên trời nhá, Ôi, đi về con su mồ nó. Đài, ok. Ông đâu rồi? Ở mid đây. Ôi dồi ôi. Bọn xin in game này. Đây bọn, tất cả những đứa đang xin in game. Anh ơi, game gì đấy anh ấy, cầm mốt anh ấy. Đứng nhìn mà lo một lúc ấy, đừng nhìn. Nhìn này, ông nghe tiếng chăng. Ui dồi ôi, đừng. Kinh quá. Ê, lên đây bọn nó đuổi theo nhỉ, lên giường, nhảy lên giường. Chưa đấy. Ê, bọn nó đuổi theo, ui dồi ôi, bọn nó đuổi theo kìa. Ê, lên giường. Nó leo lon này. Ôi, bọn này lý nhanh dã man luôn. Bọn này xếp hàng kiểu đợi mình vào fuck ấy. Lên game. Đây đang. Thấy hai đứa kiểu giống hai con led phang nhau ấy, nhờ tôi kệ. Ê, úi dồi ôi, quay lên tôi và quay mặt đằng sau. Quê, còn một phút rồi. Nhìn này, nhìn tôi giết cả lũ ấy. Đi theo ấy. Con này kiểu, what the fuck, mate? You what, mate? Slow motion. Đánh mẹ mày nhau mà. Ô, phải cái nồi, từ từ. Ê, ông anh flash tôi không thấy vậy, nó dưới theo này. Đây, để giết cho. Thôi, còn 3 giây. Yeah, victory. Ok, ra thử zombie nhá. Đầu á, ông cánh tay nữa. Đầu. Ok, vào đầu nhá, không bắn vào tay và chim thôi nhá. Fuck in the head. Bắn cả đái fuck in the head ạ. Ơi, mòn được mà. Đó người ta gọi là thông não ấy. Get it. À đây, còn một con đây. Ơ,
sao trên lầu mình. Rồi bắt đầu rồi, chạy ơi. Ông ơi. Mít. Ok, xem tôi ném gì cũng được. Ông lấy đi thôi. Ok, nhặt. Hay nhẹ à, bạn nào nghe tiếng súng không? Ok, ra đây. Xong chạy lên tầng dòng tầng này thử em điểm sao. Lên làm sao không lên được đâu. Thử đứng yên đây xem bọn nó làm cái gì mình không. Đây. Ê, tôi bảo nhá, sau này nếu mà bị zombie, nếu mà Việt Nam hay thế giới bị xảy ra nạn zombie ấy, mua cái giường 2 tầng vậy là đéo biện ra. Úi dồi ôi, bị rồi ông ơi, phải mua giường 3 tầng rồi. Quắc, hết đạn. Không sao, mình còn lê thổ. Đây, treo đây, đằng sau. Đây, chỗ tôi làm căn kinh bài Tobu Hope, Tobu Kennyland này. Tôi làm chỗ kia, chỗ xe xanh nè. Đâu? À, đấy. Nào, what's my name này? Chỗ tôi cái gì đây? Ông lại làm tôi giật mình chứ bọn. Cái shop. Ôi, ông xong ra ông cái. Từ cái shop, tôi thử ném cái shop ra quỳ. Ôi, rồi ôi. Ôi, rồi ôi. Tôi định ném cái shop nhưng mà tôi không cố ý. Chạy. Quay. Ờ, là...